Vâng, thưa quý vị, vừa qua trong khóa tu mùa hè tại chùa Cự Đà đã xảy ra vụ việc hy hữu khi một phụ huynh phản ánh con bị gây thương tích sau khi tham gia khóa học này. Vụ việc này đã khiến nhiều người bức xúc khi phải bỏ ra một số tiền lớn để con có những trải nghiệm mới thì chỉ nhận được về thương tích kỳ lạ. Sau vụ việc này, nhiều khóa tu mùa hè đã được yêu cầu dừng lại và tại Hà Nội, Ban Tôn Giáo sẽ tổ chức kiểm tra các khóa tu cho trẻ em trên địa bàn. Mới đây, một phụ huynh đã đăng tin trên mạng xã hội Facebook với tiêu đề trải nghiệm kinh hoàng của con trai sinh năm 2012 bị gây thương tích vị trí tay và đầu ở khóa tu chùa Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Theo đó, con trai của chị tham gia khóa tu 5 ngày, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023 ở chùa Cự Đà, thông qua một Phật tử tại đây. Chị đã đóng 1 triệu đồng chi phí ăn uống, đồng phục và dụng cụ học tập cho con. Sau 5 ngày, chị đến đón thấy cậu bé mặc nguyên chiếc áo từ hôm đến, mặt mũi nhem nhuốc, chân tay có nhiều vết muối đốt. Con chị nói bị bạn tác động bằng ghế gỗ, không được tắm, nhà vệ sinh bẩn và phải ngủ dưới nền đất. Về đến nhà, bé kêu đau, tay cử động khó khăn và tinh thần hoảng sợ. Phụ huynh này chia sẻ, tôi không nghĩ con bị tác động đau như thế, vì nếu có chuyện, ban tổ chức đã phải thông báo cho tôi. Chị cho biết thêm, nhà chùa và ban tổ chức trước đó đã đưa con đến bệnh viện Hà Đông khám và chụp. Con không bị gáy xương, chỉ chấn thương phần mềm. Cũng trong bài đăng trên mạng xã hội, phụ huynh này cho rằng ban tổ chức Chùa Cự Đà đã tắc trách, thiếu trách nhiệm với các tu sinh khi cho gần 600 con người tu tập trong không gian nhỏ, điều kiện tắm rửa sinh hoạt thiếu thốn, đồng thời để xảy ra mâu thuẫn giữa các con đến mức phải đi bệnh viện mà vẫn muốn giấu. Đến tối ngày 17 tháng 6, phụ huynh này cho biết đã gặp mặt trụ trì Chùa Cự Đà và đại diện ban tổ chức khóa tu. Qua đó, hai bên thống nhất các nội dung về việc xin lỗi gia đình học sinh, đồng thời ban tổ chức trả lại toàn bộ kinh phí khóa tu vừa qua. Sau vụ việc, Đại Đức Thích Di si Kiên, trụ trì Chùa Cự Đà đã có thông tin với báo chí. Ông khẳng định từ nay sẽ dừng vĩnh viễn tất cả các khóa tu tại chùa. Nhà chùa đang cấp rút hoàn thiện thủ tục để hoàn trả lại tiền cho các phụ huynh đã đăng ký cho con tham gia khóa tu. Đứng trước lùm xùm về khóa tu mùa hè, Ban Tôn giáo Hà Nội đã yêu cầu các quận huyện tổng hợp toàn bộ danh sách khóa tu tổ chức trong mùa hè năm 2023. Lãnh đạo Ban Tôn giáo Hà Nội chia sẻ, với các khóa tu đang hoặc sắp tổ chức trên địa bàn thành phố, ban sẽ có đôn đốc, chỉ đạo ra soát kỹ về cơ sở vật chất, năng lực tổ chức. Nhà chùa cảm thấy chưa đủ điều kiện thì cần tạm dừng khóa tu lại. Thời gian tới, Ban Tôn giáo Hà Nội cũng sẽ tổ chức đoàn kiểm tra công tác, tổ chức khóa tu hè trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào khóa tu có từ 200 khóa sinh trở lên.